Chào nha. Buổi trước chúng ta đã tìm hiểu về cách tính toán hóa tải. Thì trước khi đến hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến tính toán lực va tàu. Trước khi đến tính toán lực va tàu, ta nhìn lại một chút bài hôm trước. Khi tính toán hóa tải, chúng ta ra được cái biểu đồ bao hóa tải ở đây. Chúng ta để ý ấy, thì biểu đồ bao này nó có cái gì đó lạ thường là cái ở đầu dầm này cũng có cái giá trị moment. Chúng ta nhìn cái điểm này chúng ta thấy nghi ngờ vì ở đầu dầm mà lại gối ở cách đầu dầm một khoảng 0,65 m thì đầu dầm sẽ không có moment. Ta để ý này để phân biệt, để kiểm tra cái biểu đồ, chỉ cần nhìn dạng biểu đồ thôi đã phân biệt được rồi. Như vậy chắc chắn có điểm bất thường ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra. Ở kỹ thuật phân tử. Lên ta để ý. Gối 1003, 2003, 3003 thì đều là gối tạm. Đấy. Mà chúng ta kích hoạt cái phần tử gối tạm này nên dẫn đến cái vấn đề sai sót. Ta sẽ sửa như sau. Chỉ còn đến 1002 thôi. Không không hai một nghìn này đến 1002, 1100 đến 1102, 1200 đến 1202 và 1300 đến 1302. Ta kích hoạt này. Hay là 1000 1002. Ok. Một 100 1102. Một hai không không một hai không hai một ba không không một ba không hai. Và chúng ta chạy lại kết quả. Chúng ta kiểm tra lại kết quả. Đó,
Như ta thấy ở đây, đầu dòng đã không còn moment nữa, không còn giá trị moment nữa. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tính toán đến tải trọng pha xe. Và xe là tải trọng trong tổ hợp đặc biệt. Đây, đây chúng ta có thể xem trọng và số tàu thuyền. Tải trọng và số tàu thuyền đây. Thì theo tiêu chuẩn mới thì khi có các cái số liệu về thống kê về tàu thuyền qua lại sông thì chúng ta sẽ phải tính toán dựa trên lý thuyết xác suất. Xác định lực va tàu này, tầm quan trọng, mật độ này, giao thông, loại tàu thiết kế, vận tốc thiết kế, chấp nhận mức độ phá hoại. Đó, đây tàu thiết kế này phải dựa trên chỉ số lực thiết kế từng trụ từng nhịp. Ba tàu này thì tần suất sụp đổ do ba tàu hàng năm được tính theo điều này để nhỏ hơn tiêu chí xác suất phá hoại. Tuy nhiên thì trong trường hợp không có đủ số liệu điều tra thì chúng ta có thể lựa chọn lại tàu thiết kế này theo cái tiêu chuẩn Việt Nam 5664/2009. Ở đây với câu này giả thiết rằng chúng ta không có các số liệu về điều tra thì chúng ta sẽ tính toán dựa vào thông số, dựa vào tiêu chuẩn 5664/2009. Ở đây tôi đã lập sẵn các cái bảng này tra theo các cấp sông. Ở đây chúng ta cầu chúng ta miền Trung, đúng không? Cấp sông cấp 3. Cái này thường sẽ là 40 x 7, ở đây là 43,290 x 7, không sao cả. Chúng ta xét các thông số sau. Đây thì với cầu miền Trung cấp sông là cấp số 3, ta sẽ ra được tàu sẽ là 300 tấn và xà lan kéo sẽ 200 tấn. Chiều dài lớn nhất là loa bằng 41,7 đối với tàu, 72 với xà lan. Chiều rộng lớn nhất đây 5,5 và 5,3. Mức nước đầy tải 2,3 m và 1,6 m. Lực thiết kế này và thiết kế chúng ta dựa vào vận tốc bình quân. Vmin chính là vận tốc bình quân dòng chảy tại vị trí cầu. Cái vận tốc tiêu chuẩn của tàu ấy đi lại trong điều kiện bình thường là VT. Cái trong trường hợp theo cái tiêu chuẩn cũ 27205 của mình, của ta thì sẽ cái vận tốc trung bình này nó sẽ tính theo như này. Đây của tàu tự hành này, gần đây này. Lớn hơn 1000 thì sẽ là 3,3 cộng V. Còn tàu tự hành nhỏ hơn 1000 sẽ là 2,5 cộng V. Xà lan kéo sẽ là bao nhiêu? 1,6 cộng VS. Ở đây trong tiêu chuẩn mới thì nó hơi khác một chút. Tiêu chuẩn mới thì đây chúng ta xem cái VT này, vận tốc thông thường của tàu trong điều kiện thông thường nhưng không nhỏ hơn Vmin. Đấy. Vmin là gì? Vmin là cái vận tốc vận tốc thiết kế và tối thiểu không nhỏ hơn vận tốc trung bình hàng năm của dòng chảy tại vị trí cầu. Ta cần cái vận tốc trung bình hàng năm này, VT sẽ không nhỏ hơn, nó hơn bằng. Thì ở đây chúng ta
Đây giả thiết là cái điều tra rằng vận tốc vi min này bình quân dòng chảy trên cầu 1,5 m trên giây. Thì chúng ta sẽ nếu theo tiêu chuẩn tham khảo tiêu chuẩn cũ thì nó sẽ bằng 3,3 này, 2,5 đối với tàu. Còn đối với xà lan sẽ là 1,6 rồi. Chúng ta có thể thiết kế bằng tối thiểu bằng vi min. Thì chúng ta sẽ nhập bằng vi min đây. Ở đây tôi thiết kế tham khảo cái tiêu chuẩn công thức vận tốc thiết kế tiêu chuẩn cũ. Nó sẽ lấy bằng cái này, nó sẽ ra to hơn. Thì tiếp theo là khoảng cách từ tim dòng chảy đến mép đường không thuyền. Tim dòng chảy ở đây, mép đường không thuyền ở đây sẽ là 43,29 chia đôi. Chúng ta sẽ nhập ở đây. Đây thì ta 43,29 đi, 17 đi. Đấy. Thì sẽ ra xc, còn đây là khoảng cách bằng 3 lần chiều dài toàn bộ của tàu 3 loa. Thì sẽ ninh vào cái ô trên này. Tương tự xà lan cũng vậy, đây 3 lần loa, khoảng cách từ tim dòng chảy đến mặt trụ. Tim dòng chảy đến mặt trụ chúng ta có thể lo trực tiếp trên đây. Tim dòng chảy này đến mặt trụ đây 43,5 mét. Đã vượt 43,5 mét. Thì ở đây chúng ta nhìn cái biểu đồ này, biểu đồ vận tốc và khoảng cách. Thì chúng ta sẽ nội suy ứng với V bằng VT, đúng không? Thì có XC ứng với XL, thì chúng ta có V min. Thì giờ ứng với cái XC thì chúng ta sẽ có nội suy nữa, ra được vận tốc thiết kế tương ứng va tàu và va xà lan là 3,47 và 2,92. Ở đây chúng ta sẽ tính được các lực va vào trụ, xà lan va vào trụ. Đấy. Rồi tính toán ra lực va theo hướng dọc cầu và va theo hướng ngang cầu. Đấy. Hướng dọc cầu ký hiệu là CVD, ngang cầu là CVN. Thì cái điểm đặt của nó thì sẽ là gì? Đây để tính đây, ta xem này, để tính ổn định tổng thể thì nó lực va thiết kế qua là một lực tập trung tác dụng lên cái cấu phần dưới ở mức nước cao trung bình hàng năm của đường thủy. Đấy, nước cao trung bình hàng năm nhé. Thì để tính lực cục bộ thì lại thiết kế lực va tuyến tính phân bố đều dọc theo chiều cao này. Chúng ta nhìn đây, dọc theo chiều cao db. Thì ở đây vì là ở trong trường hợp này chúng ta không có cái mực nước cao độ giá trị mực nước ấy. Đây không có cái giá trị mực nước này, mực nước cao trung bình hàng năm của đường thủy thì chúng ta tham khảo ở đây tôi giả định giá trị 25%. Nếu mà có trong bài toán cụ thể của bạn có giá trị mực nước cao trung bình hàng năm thì chúng ta phải lấy giá trị đó nha. Đây là 2,62, cái giá trị này nó cách đáy bệ
ly 3,62 m. Và chúng ta sang bên này. Đây, đối với va tại trụ T1 thì 3,62 m thì nó nằm ở phần tử số 2, phần tử 2002. Đúng không? Sẽ bằng này, 3,62 trừ đi 3 m. Chỉ còn 0,62. 0,62 bằng 0,62 mà chia cho phần tử số 2 này. Nó được. Đây là một phần tử 2002 đúng không? Bên này cũng tương tự, cao độ tương tự. Đây, vào phía bên trụ này thì ta sẽ đồng bằng 3,62 trừ đi 3 bằng đó. Và để tính, chúng ta bước vào mô hình. Ta đây giới thiệu qua một chút và các tính năng load set này, load case và load manager management. Load set là để khai báo các trường hợp tải trọng riêng lẻ thông thường, còn load case là sẽ bao gồm một load set hoặc là nhiều load set với các hệ số tải trọng khác nhau, có nghĩa tổng hợp giả sử như DC1 của K0, DC2 này, K0 cũng có một chẳng hạn như vậy. Còn load manager là cao cấp hơn, cao hơn sẽ là gồm các load case tổ hợp. Ok, vào load set này. Đây tôi khai báo là CV-1 mô tả và tàu theo hướng dòng chảy, hướng dòng chảy trụ T1. Ok, giờ có CV CVN2 và tàu hướng dòng chảy trụ T2. Tiếp tục có CVD1 và tàu hướng dòng chảy và tàu hướng tim cầu, cũng em song song với tim cầu. CVD2 và tàu hướng tim cầu trụ T2. Trụ T1. Okay. Rồi, CV1 là hướng dòng chảy, đã khai báo S ra đây. Tải trọng chúng ta sẽ chọn là Concentrate Load. Single Element Load. Thế tắt là FSG. Đó, chúng ta xem qua đây, nó là phần tử gì. Chúng ta xem xét là phần tử 2002. 2002
lập tác dụng theo hướng global thì sẽ là hướng Z. Hướng Z đây, hướng ngang cầu sẽ là 7216. Ta nhập vào đây sẽ là 7216. Xong rồi sang độ lệch tâm. Ở đây có độ lệch tâm theo phương EIZ này. Thì đây chúng ta nhập để bằng 0. X chia L cũng sẽ tính lại vị trí của lực đặt so với chiều dài phân tử. Thì ở đây chúng ta để xem hướng tạm thời ta đi. Chúng ta xem để xem hướng này. Phân tử chúng ta sẽ kích chuột phải chọn view option. Chúng ta chọn kích vào draw direction. Ok. Đó. Đây, phân tử 2002 đây. Đây, phần thứ 2002 đây. Hướng X là hướng lên trên. Đấy. Hướng X màu đỏ này. Đây, tôi hướng X này là hướng lên trên. Thế đây, chúng ta vào khai báo lại. Bài 216. XL đây tôi vừa tính là bằng 0,2355. Đấy. Chúng ta ấn OK. Đó, chúng ta có thể kiểm tra trên đây. Đây đúng là phần tử 202 và một lực tác dụng theo hướng dòng chảy. Tương tự như vậy là chúng ta sẽ có CV1. Hai không hai theo hướng song song với nhịp vuông góc với hướng dòng chảy. Đây chính là fx. Lực sẽ bằng 3608. Trường hợp cũng thế, 0,233 nhập. Nha. 2355. Đó. Được chính xác. Tiếp tục sang CVN2. CVN2 ở đây là đối với trụ tiếp theo, trụ 3. Xin nhập P2 của chúng ta. Đây, nó rơi vào phần tử 3002. Tổng tỷ số nó sẽ bằng 0,3181. 3002. Tương tự sẽ bằng 7216.
16 này. 0,3181. Ok. CVD2. FX ở đây sẽ 3608. Không phải 3181. 3181. Ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong. Cái trường hợp 3.